say hương trời ý. Tháng năm mong ước đã về rồi, cho đoàn là đoàn con cái khắp nơi vui mừng ý. Trong
chúng con từ khắp gần xa cùng dâng kính lên Đức Bà. Bông hoa thắm đỏ như lửa mến nồng nàn. Đức Mẹ thương lắm đoàn con, cho đoàn con ghi nhớ những ngày mùa đông nào mà đêm lạnh xưa, nơi máng cỏ hang lửa chiên, Mẹ sinh con giữa trời tuyết sương, với một lòng yêu Chúa mênh mông, cũng chỉ vì thương chúng con. Giờ đây cúi xin Đức Bà ban cho con cái khắp gần xa được yêu mến Cha suốt đời, hy sinh sớm chiều cho hạnh phúc mọi người. Xin Mẹ nâng đỡ chở che cho đoàn con vững bước theo. Chúa
Mẹ giúp đoàn chúng con giữ niềm vui ấy sống trung thành. Nhưng giờ đây trần gian có nhiều người chưa biết Chúa, có bao nhiêu người lạc bước, cúi xin mẹ thường dẫn lối cho họ tới nơi bình an, đến ngày tung hô Thiên Chúa. Ước chi muôn dân được thấy Chúa Trời trong chính cuộc đời của mỗi chúng con, để tòa nữ vương nở mãi hoa vàng. Chúng con dám xin mẹ giúp chúng con nhiều. Thần tiên đồng lòng vững tâm nguyện xin Chúa.
Chúa ban sức mạnh, thần khí Chúa trao ban cánh tân biến đổi đời sống. Nguyện xin cánh tân đời sống đức tin, cho con vui say tìm ý Chúa, lắng nghe lời Ngài và thường thi sống đời bằng ai. Nguyện như mẹ Maria mong ước, cho con xin vâng và phó thác với mẹ trung kiên, hằng truyền giáo lời Chúa. Trình đức tin là tin Chúa luôn hiện diện, là tin Đức Kitô đang sống giữa lòng thế giới. Hành trình đức tin là tin Chúa luôn song hành cùng với Đức Kitô ra đi tới vùng ngoại biên. Nguyện xin cánh tân đời sống đức tin, cho con vui say tìm ý Chúa, lắng nghe lời Ngài và từng thi sống đời bằng ai. Nguyện như mẹ Maria mong ước, cho con xin vâng và phó thác với mẹ trung kiên, hằng truyền giáo lời Chúa. Hành trình đức tin, nguyện xin Chúa thêm sức mạnh, trần gian bước chân con đi biết bao là cám dỗ. Say tìm ý Chúa, lắng nghe lời Ngài và từng thi sống đời bằng ai. Nguyện như mẹ Maria mong ước, cho con xin vâng và phó thác với mẹ trung kiên, hằng truyền giáo lời Chúa. Trọn đời dấn thân nguyện xin bước theo chân mẹ, dù bao nỗi gian nan vui có tay mẹ nâng đỡ. Say tìm ý Chúa, lắng nghe lời Ngài và từng thi sống đời bằng ai. Nguyện như mẹ Maria mong ước, cho con xin vâng và phó thác với mẹ trung kiên, hằng truyền giáo lời Chúa. Nguyện xin cánh tân đời sống đức tin, cho con vui say tìm ý Chúa, lắng nghe lời Ngài và từng thi sống đời bằng ai. Chúng kiên hằng truyền giáo.